Đà, xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay thì ốc giả não nha anh em nha. Đó thì bình thường bán 200.000 bộ, hôm nay vẫn bán 200.000 một bộ, nhưng mà riêng những anh em nào mà anh em mua 5 bộ mình tặng anh em một bộ nha. Đó thì ở đây mình có hai loại ha. Thì một là ốc quay. Ốc quay thì cái này nó là ốc giả não nha anh em. Giới thiệu sơ qua trước đi. Thì ốc này là ốc giả não nha. Có thể chúng ta bắt được cho các cái dòng như là quay. Thì quay nó có quay 110, quay alpha, quay thái 100. Đó thì chúng ta bắt được hết nha. Đấy. Rồi còn một dòng nữa là phu chờ 110. Thế này ăn áo của phu chờ và dàn áo quay nó hơi khác nhau, cho nên phu chờ và quay nó cũng có một số điểm cũng khác nhau nha. Đó còn lại thì đa số là nó giống nhau hết nha anh em nha. Thì đây là cái dàn áo ốc dàn áo quay nè. Bây giờ mình sẽ mở ra để cho anh em coi sơ qua, rồi mình sẽ mở luôn dàn ốc phu để cho anh em coi nha. Phu này là phu chờ 110 nha, mấy cái bộ màu xanh xanh này nè. Đó con này là quay nè. Thì hôm nay ưu đãi đặc biệt nha. Giá 200.000 một bộ, nhưng mà anh em thợ thì hay mua này lắm. Thì anh em nào mua 5 bộ mình tặng cho anh em một bộ nha. Đó, mua 5 bộ tặng một bộ nha anh em. Thì giá rất là phải chăng rồi. Cái này anh em về bắt đủ cho cái dàn áo luôn. Mình sẽ mở ra để coi cái độ chất của cái dàn ốc này như thế nào nha. Anh em, đây là nguyên một dàn ốc của nó ha. Rất là nhiều ốc trong này luôn. Có những con ốc cực kỳ hiếm luôn anh em, chỉ có trong bộ ốc này mới có thôi. Đây ví dụ như con này. Con này rất là hiếm nha. Thì anh em ha, thì đây cái dàn ốc này nó có rất là nhiều chi tiết ở trong này luôn. Ví dụ như là một số chi tiết rất là hiếm luôn. Ví dụ như những con ốc này. Ốc này ốc số 10 luôn gì đây nè, rất là dữ ha. Đó thì gần như là chỉ có trong cái dàn ốc này nó mới có thôi. Tại vì có mấy con ốc này anh em biết rồi ha, ốc lô là không có nha. Ốc lô rất là hiếm khi có mấy con này nha. Anh em kiếm được mấy con lô mà như vậy cũng rất là khó luôn. Rồi ốc có Argo ha. Đó, rồi ốc này là ốc đủ thứ anh em, nói chung là rất là nhiều để đủ để anh em bắt dàn ốc áo nha. Đó rồi một số con ốc như là ốc môi rùa nè, nó sẽ có màu xanh nè, em thấy không? Đó sẽ có màu xanh xanh ha. Rồi ốc có cái lông đề nhẹ trên này đấy, nguyên này là bắt là full cái dàn ốc áo luôn nha. Đó rồi ốc bắt bẩn, ốc bắt phía trong, bắt ốc phát phía ngoài, ốc nhỏ, ốc lớn, rất là nhiều loại luôn em ơi. Đặc biệt nó có mấy con như này nè, con này nó gần như là chỉ có một mình Yin nó mới có thôi. Con ốc này là con ốc mũ của cái đầu ốc chụp đầu nhắn nhằn nhựa của quay nha anh em nha. Bên trong quay nó sẽ có cái bán mũi ha, nó sẽ gắn cái này vô. Đó. Rồi một số con thì là con này. Đấy thì nó sẽ có thêm cái phe để cài vô ha. Đó, có cái bát kẹp nè, rất là hiếm nha. Mấy cái bát kẹp anh em bình thường kiếm cũng không có luôn, rất là hiếm nè. Đó, rồi bát kẹp màu đen nè. Đó, dàn ốc này ở trên này nó ốc xịn đó anh em. Nè. Đó, nó sẽ có một cái chấm này anh em thấy không? Này. Mình sẽ bật flash đây coi được không. Đây. Đây. Sẽ thấy ha, rất là đẹp ha. Đó. Còn một số con ốc khác nữa, rất là nhiều nè, ốc này nó xi xanh nè, thấy không? Đó. Đủ các thể loại hết nha anh em nhá. Đó. Đây. Xi xanh nè. Rồi con này nó sẽ là con bé này, ốc bé này. Ốc này là ốc lớn hơn xíu này. Nó không có Argo này, có con nó có Argo nữa. Đó, nó rất là nhiều loại luôn em. Thì đầy đủ các loại luôn này, ốc bát gáo đèn này. Đó, con ngắn này, xíu này là con này độc chiêu luôn á. Gần như có mình nó có à. Đó rồi có lại lông đèn trong luôn ha. Đó thì nó rất là nhiều như vậy. Một bộ ốc áo này này là chỉ có 200.000 thôi, đầy đủ các chi tiết. Đây phu trời nó cũng như vậy, mà phu trời nó sẽ có thêm những cái bát kẹp màu 7 màu nha. Đó. Thì anh em nào có nhu cầu anh em phải liên hệ với shop mình, số điện thoại là 0915434973 nha anh em. Đấy ốc là bao anh em sử dụng ngon lành nha. Cực kỳ ok. Vặn rất là vừa vặn với dàn áo, bắt chắc chắn không thiếu một con nào ở trong dàn áo hết á. Thì như vậy anh em ta sẽ có một cái xe nó vừa có cái dàn ốc đẹp mà nó lại không có bị dàn áo, nó không bị lung lay, nó không có bị kêu. Rồi thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với shop mình, số điện thoại 0915434973 nha. Anh em nào mua 5 bộ mình sẽ tặng theo anh em một bộ luôn. Rồi ok, cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha.